Đúng là Nhật Bản có những khung cảnh mà khiến cho các bạn chứng kiến rồi là phải oh wow, sao đỉnh dữ vậy ta. Ví dụ như chỗ này nè, cảnh thiên nhiên phải nói là đẹp ngất ngây, có thể thoải mái chơi đùa cùng những chú nai dễ thương. Thêm vào đó là những ngôi chùa và những ngôi đền hoành tráng, và khuôn viên của nó rộng tới mức các bạn đi cả ngày cũng không thể hết được á. Mình đã dành hơn nửa ngày ở đây nhưng mà mới đi được một chút xíu thôi. Công viên này tên là Nara Park cho mọi người, cách Osaka, Nhật Bản khoảng 45 phút đi tàu. Sau đó đi bộ từ nhà ga ra công viên Nara thì mất khoảng 5 đến 10 phút nữa là các bạn sẽ thấy ngay tụi nai đang chào đón mình rồi. Công viên này được xây dựng từ năm 1880 ở Nara, tổng diện tích hơn 500 hectare và có đến 1.500 chú nai đang sinh sống ở đây. Ngoài cái tên Nara Park thì ở đây mọi người còn gọi là Deer Park nữa, được công nhận là cụm di sản thế giới ấn tượng. Công viên rất rộng cho nên sẽ có bản đồ ở mỗi địa điểm. Và đến đây thì hoàn toàn là miễn phí vé vào cổng nha. Sẽ có 8 điểm tham quan gồm có 5 ngôi chùa Phật giáo, một đền thần đạo, một cung điện của hoàng gia Nara và một khu rừng nguyên sinh. Qua đến đây thì đảm bảo các bạn đứng góc nào cũng có hình đẹp. Nhớ thủ sẵn cục xà dự phòng cho chắc ăn nha. Điều may mắn là mình đi trúng vào dịp hoa anh đào đang nở rộ, cảnh tượng đẹp từ ngoài vào trong. Thời tiết thì dao động từ 10 cho tới 15 độ. Tiếp nhỏ cho các bạn là ở đây người ta có bán sẵn những cái gói bánh để cho nai ăn. Chỉ cần cầm trên tay thôi là tụi nó đã bu lại xung quanh các bạn rồi. Và có lưu ý nhỏ là mọi người nên đi vào mùa khô nha, mùa mưa thì sẽ có mùi đó. Một trong những công trình mình ấn tượng nhất tại Nara đó chính là chùa Todaichi, ngôi chùa có tên Hán Việt là Đông Đại Tự. Là ngôi chùa bằng gỗ lớn nhất thế giới và là một trong những thánh địa Phật giáo quan trọng tại xứ sở Phù Tang. Điểm hay của Nhật Bản còn nằm ở việc trùng tu và bảo tồn những công trình cổ, mà Todaichi chính là một điển hình vì công trình được xây dựng từ năm 743. Nếu các bạn muốn chiêm ngưỡng tượng bằng đồng lớn nhất thế giới của Đại Phật Như Lai thì có thể mua thêm vé để vào sâu bên trong. Mức vé là từ 600 cho tới 1.000 yên. Ngàn lần may mắn là lúc mình đến đây hoa đào nở cực kỳ đẹp. Bước vào bên trong là choáng ngợp ngay bởi cái cảnh tượng này. Những ngôi chùa cổ ở Nhật thường có những cánh cổng rất là lớn, không gian bên trong của nó cũng rất là rộng. Và đây cũng chỉ mới là một góc thôi, nếu mà đi lên phía trên nó sẽ có một khu để có thể ngắm được toàn cảnh, tên là Todaichi Nugatsudo. Khoảng cách thì cũng rất là gần nhưng mà đường đi lên đó rất là đẹp và có nhiều cây hoa anh đào đang bung nở. Nếu mọi người muốn đi đến đây vào tháng 3 hoa anh đào nở, hoặc là mọi người đi tháng 11 tầm mùa lá đỏ thì mình nghĩ là cảnh sắc sẽ rất là tuyệt vời. Một điều mình thấy tiếc là mình chỉ đến đây trong vòng một ngày, không thể tham quan hết cả công viên. Cho nên bạn nào mà có ý định ở lại lâu hơn thì các bạn cũng có thể book phòng ở gần Nara luôn nha. Nếu mà các bạn lười đi bộ thì cũng có thể bắt xe bus tới công viên Nara, hoặc là chọn một vài địa điểm dừng trong khuôn viên này, hay thuê xe đạp chạy lòng vòng cũng rất ok. Khu vực phía trên này thì sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều, là đúng y bon cái giờ mình tới đây. Ai mà leo lên đây ngắm cảnh thì nhớ lưu ý lại khung giờ nhé. Cảm giác của mình khi đến đây là cứ muốn sống chậm lại một chút, bởi những cảnh đẹp này phải lưu lại bằng mắt, chứ chụp hình lên cũng không thể nào mà lột tả hết được vẻ đẹp luôn á. Nên đó là lý do mà mình thích đi tự túc hơn là đi theo tour. Như trong plan thì mình dành trọn vẹn một ngày ở đây. Nhưng mà bạn nào không thể làm chủ được lịch trình của mình cũng như là không sắp xếp được thông tin thì các bạn có thể đi tour cho nó tiện lợi nhé. Chính xác thì mình chỉ mới đi được 1/3. Lúc trời chập tối và sắp đi về rồi mới phát hiện ra có một cái thảo nguyên rất là đẹp như thế này nữa, tên là Tobihino. Ở đó có hẳn một cây đại thụ cả ngàn năm tuổi nè. Trên rặng cỏ rộng có những cây hoa anh đào đang bung nở và những chú hươu, chú nai đang ăn cỏ. Cái chỗ này phải đi sớm tầm 3-4 giờ chiều thì chụp hình đẹp hơn. Trong khuôn viên của Nara còn có một nơi tên là Rokuen. Đây là nơi dành riêng để bảo vệ cho những bạn Huna nhỏ. Chính xác là trong khu vực Kasuga Taisa. Các bạn mà muốn hiểu hơn về Huna cũng có thể ghé vào đây thử nha. Ngồi ngắm sơ sơ tụi nó ăn cỏ là cũng tới lúc mà tụi mình phải trở về lại Osaka. Vừa tản bộ dưới ánh hoàng hôn mà còn vừa ngắm được cái cảnh xưa nay chưa từng thấy. Nhìn tụi nhỏ băng qua đường rất là cưng luôn á. Quá là trời cảnh đẹp luôn á, nhưng mà không thể đi hết được, cho nên mọi người đi thì nhớ lưu ý cái map nữa nha. Nhớ follow để tụi mình cùng đi tiếp ở Nhật Bản nha. Và mình là Jenny Travel, bye bye.